Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm Sixphyto được sản xuất tại US Pharma. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về Sixfito cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của thuốc Sixfito: Mỗi viên nén dài bao phim chứa Paracetamol 650mg Tá dược, Eratab, Lacto Monohydrate, Polyvinyl Prolidon K30, Methylparaben, propylparaben, Paraben, Natri Starch magnesi Magnesium Stearate, Colloidal Silicon Geoxid HIDROXYPROPILMETHILCELLULOS 606 HIDROXYPROPILMETHILCELLULOS 615 Titan Geoxid O Polyethylene Glycol 6000 Dạng bào chế Viên nén bao phim Công dụng và chỉ định của thuốc Sixfito SIXFITOL có tác dụng giảm đau, hạ sốt điều trị làm giảm các triệu chứng sốt, đau nhức như nhức đầu, đau răng, đau nhức do cảm cúm, đau sau khi tiêm ngừa hay nhổ răng, đau do hành kinh, đau họng đau nhức cơ xương, đau do viêm khớp. Có thể phối hợp trong phương pháp điều trị nguyên nhân gây đau hoặc sốt. Paracetamol là thuốc thay thế salicylat để giảm đau nhẹ và hạ sốt. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Nếu cần biết thêm thông tin, xin hỏi ý kiến bác sĩ. Chống chỉ định khi dùng thuốc Sixfito. Chống chỉ định với bệnh nhân quá mẫn cảm với paracetamol. Bệnh nhân nhiều lần thiếu máu. Người bệnh thiếu hụt glucose 6-phosphate dehydrogenase A. Chống chỉ định trong trường hợp viêm gan tiến triển nặng. Liều dùng và cách dùng thuốc Sixfito. Liều dùng và thời gian dùng thuốc cho từng trường hợp cụ thể theo chỉ định của bác sĩ điều trị. Liều dùng thông thường như sau: Người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, uống một viên trên lần, khoảng cách giữa các lần uống thuốc từ 4 đến 6 giờ, không quá 6 viên trên ngày, hoặc theo chỉ dẫn của thầy thuốc. Không dùng paracetamol để tự điều trị giảm đau quá 10 ngày đối với người lớn hoặc 5 ngày đối với trẻ em. Không dùng paracetamol cho người lớn và trẻ em để tự điều trị sốt cao lớn hơn 39,5 độ C hay sốt trên 3 ngày. Cách dùng. Dùng đường uống Lưu ý đặc biệt và thận trọng khi sử dụng thuốc Six Phyto. Paracetamol tương đối không độc với liều điều trị. Đôi khi có những phản ứng da gồm ban rát sần ngứa và mày đay, những phản ứng mẫn cảm khác gồm phù thanh quản, phù mạch và những phản ứng kiểu phản vệ có thể ít khi xảy ra. Giảm tiểu cầu, giảm bạch cầu và giảm toàn thể huyết cầu đã xảy ra với việc sử dụng những dẫn chất P đến aminophenol, đặc biệt khi dùng kéo dài các liều lớn giảm bạch cầu trung tính và ban xuất huyết giảm tiểu cầu đã xảy ra khi dùng paracetamol hiếm gặp mất bạch cầu hạt ở người bệnh dùng paracetamol phải dùng paracetamol thận trọng ở người bệnh có thiếu máu từ trước vì trứng xanh tím có thể không biểu lộ rõ mặc dù có những nồng độ cao nguy hiểm của mê thế moclobin trong máu uống nhiều rượu có thể gây tăng độc tính với gan của paracetamol nên tránh hoặc hạn chế uống rượu Bác sĩ cần cảnh báo bệnh nhân về các dấu hiệu của phản ứng trên da nghiêm trọng như hội chứng Steven đến Gion HSON, SGS, hội chứng hoại tử da nhiễm độc, TEN hay hội chứng Liel, hội chứng ngoại ban mụn mủ toàn thân cấp tính, AGEP. Bệnh nhân suy gan, thận. Bệnh nhân suy gan phải giảm liều tùy theo mức độ bệnh gan, thận. Tác dụng phụ của thuốc Sixfito. Ban da và những phản ứng dị ứng khác thỉnh thoảng xảy ra thường là ban đỏ hoặc mày đay, nhưng đôi khi nặng hơn và có thể kèm theo sốt do thuốc và thương tổn niêm mạc. Người bệnh mẫn cảm với salicylat hiếm mẫn cảm với paracetamol và những thuốc có liên quan. Trong một số ít trường hợp riêng lẻ, paracetamol đã gây giảm bạch cầu trung tính, giảm tiểu cầu và giảm toàn thể huyết cầu. Ít gặp, 1 trên 1.000 nhỏ hơn ADR nhỏ hơn 1 trên 100. Da, ban Dạ dày ruột, buồn nôn, nôn huyết học, loạn tạo máu, thiếu máu. Thận, bệnh thận, độc tính thận khi lạm dụng dài ngày. Hiếm gặp, ADR nhỏ hơn 1 trên 1 nghìn. Phản ứng quá mẫn. Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc. Sử dụng thuốc cho phụ nữ có thai và đang cho con bú. Thời kỳ mang thai. Chưa xác định được tính an toàn của paracetamol dùng khi thai nghén. Do đó, chỉ nên dùng paracetamol ở người mang thai khi thật cần. Thời kỳ cho con bú. Không thấy có tác dụng không mong muốn ở trẻ nhỏ bú mẹ. Sử dụng thuốc cho người lái xe và vận hành máy móc. Chưa có báo cáo cụ thể về ảnh hưởng của thuốc với người lái xe và vận hành máy móc. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn bạn cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng. Tương tác thuốc. Khi kết hợp cùng với thuốc hoặc các thành phần trong thức ăn Đồ uống thuốc có thể gây ra một số phản ứng. Do vậy, bạn nên tham khảo ý kiến bác sĩ để kiêng khem trong quá trình dùng thuốc. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm Sixfito, đồng thời biết cách sử dụng Sixfito sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân cảm ơn bạn đã theo dõi video nếu như bạn thấy video hay có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh nhà thuốc trường anh của trường anh pham